xin chào các bạn. Hôm nay thì nhân sự kiện Russell Asus tại showroom Akang 30 Nguyễn Văn Huyên thì mình có mượn Asus một dàn máy để giới thiệu nhanh cho các bạn về hệ sinh thái Aura Sync của Asus. Aura thì như các bạn đã biết là một phần mềm để chỉnh sửa LED của các thiết bị Asus, và Asus đã làm cho nó tiến hóa hơn bậc. Với Aura Sync thì bạn có thể đồng bộ màu LED của tất cả các thiết bị hỗ trợ. Như bạn thấy ở đây thì màu sắc sẽ trở nên lung linh hơn rất là nhiều. Để sử dụng được hệ sinh thái Aura Sync, việc cần làm của các bạn là mua các thiết bị có hỗ trợ Aura Sync như chiếc Asus GTX 1080Ti mình đang cầm trên tay, ví dụ được Aura Sync rất to. Ngoài ra thì Aura Sync còn hỗ trợ các linh kiện của các bên thứ ba như kit RAM G-SKILL cho những Z mình đang cầm trên tay này. Các bạn có thể thấy biểu tượng Asus Aura Sync ở đây, khiến cuộc chơi của các bạn thú vị hơn rất nhiều và không bị gói hẹp trong đồ linh kiện của Asus. Nào, và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu các chế độ của Asus Aura Sync nhé. Đây là phần mềm Asus Aura của chúng ta. Hiện tại thì Asus Aura có tổng cộng 12 chế độ hiển thị LED. Và như bạn thấy ở trên đây là các thiết bị có thể sử dụng được Aura Sync. Các bạn muốn thiết bị nào hiển thị LED hoặc là NAT kết nối Aura Sync thì các bạn có thể link hoặc unlink ở bằng cái dấu tròn ở dưới này và sau đó xếp. Mình giới thiệu qua các bạn một số các chế độ. Nó như vậy, như chế độ Rainbow ở đây. Chọn Gradient hoặc là Color Cycle. Các bạn thấy LED đang hiển thị theo chế độ Rainbow. Đúng, màu LED rất là đẹp mắt. Đây là chế độ Gridding. Chế độ này bạn có thể chọn Single Color hoặc là Bi-Red chỉnh màu cho thiết bị. Chế độ Flash and Cast. Đây mình chọn Gradient. Và chế độ mình ưa thích nhất ở đây là chế độ Music. Với chế độ này thì bạn có thể để LED hiển thị theo nhịp điệu của nhạc. Với những bạn mà ưa party hoặc ba sàn thì có thể làm sàn quẩy tại gia rất là đẹp mắt. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức một bữa tiệc ánh sáng được thể hiện qua chế độ này nhé. Như vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn về hệ sinh thái Asus Aura Sync rất độc đáo này. Với những bạn mà ưa màu sắc thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho góc máy sinh động của các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc vấn đề gì còn thắc mắc, bạn có thể comment trực tiếp dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.